Hello mọi người, lại là Hạnh đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tạo phôi kẹp tóc và cách trang trí mẫu của họa tiết cả râu lần này nha. Với phần series lần này, mình hướng dẫn mọi người sẽ là liên quan đến họa tiết quả râu và hy vọng mọi người sẽ thích. Các nguyên liệu lần này mình chuẩn bị sẽ giống như nhau, gồm có các màu len là màu hồng, màu trắng, màu đỏ và màu xanh lá cây. Ngoài ra thì mọi người cần có súng bắn keo này, cần có ngọc trai này, bông này và vải dạ. Phôi kẹp tóc ngày hôm nay mình sử dụng là cái loại size 6cm. Video ngày hôm nay mình hướng dẫn thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo phần cái phôi ở bên trong này này mọi người, cái phần họa tiết, cái phần cơ bản nhất. Ngoài ra thì các video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn phần cơ bản này nữa, mà mọi người sẽ tham khảo của phần 1 này. Và các video tiếp theo mọi người sẽ chỉ cần trang trí theo các ý thích của mọi người thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn các loại viền và các kiểu trang trí, rồi cách móc các loại quả dâu khác nhau để cho mọi người tham khảo và phối hợp với nhau nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. À, ngoài ra thì mình còn cần có cái kim móc nhựa, và mình sử dụng là kim móc hai đầu. Với đầu mình dùng sẽ là cái đầu số 3 hoặc là số 4 tùy theo ý thích của mọi người nha. Đây, đó, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau bắt đầu làm thôi. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái phần thân của chiếc kẹp nhá. Trước hết là các bạn sẽ móc cho mình một mũi nút thắt. Thì cách tạo nút thắt các bạn có thể tạo như thế này. Mọi người có thể quay chậm lại nhé. Thì bây giờ các bạn đưa len vào tay này. Mình dùng kim móc hai đầu. Mọi người có thể dùng đầu số 4 hoặc đầu số 3 thì tùy thích. Mình dùng đầu số 3 đi. Các bạn móc lên cho mình 13 mũi bính. Kéo len này. Đưa qua. Đây là mũi bính đầu tiên. Kéo len đưa qua. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên. Đây là mũi mắt xích đầu tiên. Đâm vào chân mũi mắt xích số 2. Mọi người lấy len. À, mọi người đâm vào luôn chân mắt xích thứ 2 là ở đây nhá. Lấy len, kéo qua. Đưa len qua cả hai vòng tròn. Rồi các bạn dùng một cái kim đánh dấu mũi mắt xích đầu tiên này vào. Mỗi một chân mũi, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Móc tiếp cho tới cuối hàng. Đây là mũi cuối cùng. Ok. Tiếp theo, tại cái chân mũi cuối cùng này, các bạn móc thêm cho mình 2 mũi đơn nhé. Đâm vào đây. Một mũi này. Thêm một mũi nữa tại vị trí này luôn. Là các bạn đã được 3 mũi đơn. Bây giờ mọi người sẽ thấy là với mỗi một cái chân mũi mọi người móc ấy, ví dụ như cái chân mũi này này, thì ở đây các bạn sẽ có một cái lỗ đối diện. Đây, đây là mũi mình vừa móc nhá. Đây các bạn sẽ đâm vào đây này. Cái dây ngang này các bạn đặt ngang ra để mình giấu nó đi. Đây,
móc cho mình này, một mũi này, hai mũi, ba mũi, bốn mũi, năm mũi, sáu, bảy, tám, chín, mình bị thiếu một mũi mọi người ạ. Phải có 10 mũi cơ. Đây đây, mũi này mình bị thiếu này. Đây, mũi này mình chưa móc. Mọi người nhớ là móc 10 mũi là được nhé. Đây, mũi này nữa. Mọi người tránh đừng để bị sót nhé. Ok, như vậy là các bạn đã được 10 mũi. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là ở cái chân mũi cuối cùng là đây này, các bạn móc cho mình thêm 2 mũi đơn nữa, 1 này và 2 này. Và tại cái vị trí mọi người đánh dấu kim nhé, là đây. Lấy len này, kéo qua. Đây gọi là mũi rời, hay còn gọi là mũi trượt. Móc lên một mũi mắt xích. Tiếp theo sang vòng số 2. Ở vòng số 2 mình sẽ móc tiếp như sau. Tại chân mũi mắt xích đầu tiên này, đây, các bạn sẽ móc cho mình là 2 mũi đơn. Một mũi này, thêm một mũi đơn nữa tại chính cái vị trí đấy. Tức là hai mũi đơn chung một chân, thì người ta sẽ gọi đây là mũi tăng. Và đánh dấu cái mắt xích đầu tiên này vào. Các vị trí bên cạnh mọi người móc hết mũi đơn. Mọi người móc cho mình 10 mũi đơn nữa nhé. Đây là mũi đơn cuối cùng, mũi số 10. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện móc mũi tăng cho mình vào 3 mũi tiếp theo. Ở 3 mũi tiếp theo chính là 3 cái mũi này, 1 2 3 này. Chân mũi này, bắt đầu các bạn móc cho mình 2 mũi đơn chung một chân, một mũi này. Thêm một mũi nữa tại đó. Gọi là mũi tăng. Tiếp theo chân bên cạnh cũng vậy. 1 này, 2 này, chân bên cạnh cũng thế, 1 này và 2. Vậy là từ 3 mũi đơn các bạn đã tăng được thành 6 mũi đơn rồi đó. Các chân mũi tiếp theo mọi người móc tiếp cho mình 10 mũi đơn.
Bây giờ còn hai mũi đơn cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình ở mỗi một chân là một mũi tăng. Đây, mũi này móc hai mũi đơn này, một mũi này, hai mũi này, mũi bên cạnh cũng vậy, một mũi này, thêm một mũi nữa. Và sau khi xong các bạn sẽ trượt mũi vào vị trí này, kéo lên, móc lên một mũi mắt xích và tiếp tục tăng mũi. Ở vòng thứ 3 mọi người sẽ làm như sau. Trước hết, tại vị trí đầu tiên này, mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn. Vị trí bên cạnh mọi người móc cho mình một mũi tăng. Mọi người cứ nhớ là tăng tức là hai đơn chung một chân đó. Rồi, bên cạnh các bạn lại móc tiếp cho mình các mũi đơn. 10 mũi đơn. Mình móc được bao nhiêu rồi? 2, 4, 6, 8, 9, 10. À sorry, sorry mọi người. Đây. 2, 4, 6, 8, 10. 10 mũi rồi. 10 mũi đơn xong. Thì tại vị trí đầu tiên này mọi người móc cho mình một mũi tăng. Vị trí bên cạnh mọi người móc một mũi đơn. Tiếp theo lại là một mũi tăng. Bên cạnh lại là một mũi đơn. Tiếp theo lại là một mũi tăng. Và cuối cùng là một mũi đơn. Rồi, bây giờ mọi người lại móc tiếp cho mình 10 mũi đơn. Sau khi các bạn đã móc được 10 mũi đơn thì mũi bên cạnh cũng móc mũi đơn này. Bên cạnh nữa móc mũi tăng này. Bên cạnh lại móc mũi đơn này. Và cuối cùng là mũi tăng này. Và các bạn trượt vào chân mũi đã đánh dấu. Như vậy là mọi người đã móc xong phần thân của chiếc kẹp tóc. Móc lên một mũi mắt xích và cắt len đi. Đây là cái hình bầu dục mà phổ biến nhất mà mọi người hay dùng để móc kẹp tóc đó. Thì bây giờ mọi người sẽ thử gắn lên cái phôi kẹp nhé. Nếu như mà bây giờ mình nghĩ là cũng sẽ vừa thôi. Đây. Ví dụ như cái phôi kẹp này của mình hơi to này. Để mình tìm cái phôi nhỏ hơn. Chẳng hạn như cái phôi nhỏ hơn là cái phôi này. Nói chung mình mua mấy size cơ mọi người ạ. Như này là vừa khít này mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc phần viền nhé. Sau khi mà mọi người đã xong rồi thì các bạn sẽ khâu cái phần này vào đằng sau nhé, và mặt sau như này.
mọi người khâu dài dài một chút cũng được, hoặc là ngắn cũng được, đằng nào tí nữa mình cũng sẽ dính nó vào ấy mà. Và đây nó cũng là mặt trái nên không ai để ý đâu. Tiếp theo mình hướng dẫn mọi người phần viền nha. Với cái phần phôi này mọi người có thể làm rất là nhiều kiểu khác nhau. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một phần viền như sau nhá. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái màu khác là màu hồng. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt, hoặc là không cần được, không cần cũng được mọi người. Mọi người tìm một cái điểm bất kỳ nhá. Vẫn là kim móc đầu số 3 này, đâm vào cái vị trí mắt xích này. Đưa len vào tay nha. Kéo len qua. Móc lên cho mình tổng cộng là 6 mắt xích. Ok. Sau đó mọi người sẽ móc sang cái chân mũi bên cạnh một mũi đơn. Cái dây ngang này các bạn đặt ngang ra để các bạn giấu luôn cho mình. Kéo lên này, lấy len đưa qua một vòng này, hai vòng trên kim, và tiếp tục quá trình như vậy. Móc 6 mũi đơn, 6 mũi bính. Rồi, lại tiếp tục vào chân mũi bên cạnh, móc một mũi đơn, lấy len đưa qua hai vòng tròn trên kim và tiếp tục. Cực kỳ đơn giản luôn ấy. 1 này, 2. Các bạn cứ làm như vậy cho tới khi mà mọi người hết cái vòng này thì mình sẽ gặp lại mọi người ở cuối hàng nha. Mọi người cứ đi xung quanh hết cái vòng xung quanh này. Sau khi là mọi người đã móc xong đến cái dây cuối cùng thì bây giờ các bạn sẽ trượt vào cái chân mũi ở đây đầu tiên này cả nhà. Ok, móc lên một mũi mắt xích và cắt đi. Kéo ra. Như vậy là các bạn đã có xong một cái phần họa tiết cũng khá là yêu rồi đó. Nhờ có phần họa tiết này làm cho cái kẹp này nó to hơn đúng không mọi người? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người trang trí phần này. Cả nhà sẽ luồn kim này và khâu cái phần viền này vào những cái chân ở dưới đây. Đây là mặt trái của sản phẩm nha. Bây giờ mình sẽ luồn kim và hướng dẫn mọi người trang trí nhé. Trước khi để móc cái phần tiếp theo thì mình hướng dẫn mọi người móc phần quả dâu nhé. Quả dâu thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Các bạn đặt tay như này này. Ở đây thì series này mình đã hướng dẫn mọi người khá là nhiều hình của quả dâu. Mọi người sẽ cố gắng là phối hợp tùy ý. Ở đây là mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái quả dâu hình tròn trước. Lấy kim này, đưa qua một này, móc lên 1, 2 và 3. Lấy len, đâm một cái vòng tròn to này. Mọi người kéo cho nó cao, độ cao bằng. Lấy kim này, đưa qua hai chân, đưa qua hai chân là các bạn được một mũi kép đơn, đánh dấu nó vào. Tiếp theo, các bạn làm cho mình thêm 9, thêm 8 mũi kép đơn như vậy nữa.
4. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Và chín. Ok. Sau khi mà các bạn đã được 9 mũi thì rút cho mình cái dây này vào. Lộn nó ra thành cái mặt phải này. Và các bạn sẽ trượt đây. Đây các bạn trượt vào cái chân mình đã đánh dấu này nhé. Kéo này và kéo thẳng qua đây. Rồi. Bây giờ các bạn lộn cũng được. Nó sẽ như thế này. Đó. Sang vòng thứ hai. Rồi tiếp theo, mọi người móc len cho mình hai mũi mắt xích. Lấy len đâm vào chân mắt xích này. Kéo lên. Đưa qua hai chân, dừng lại, lấy len đâm vào bên cạnh. Kéo lên, đưa qua hai chân và dừng lại. Thêm một lần nữa. Kéo lên, đưa qua hai chân và dừng lại. Bây giờ các bạn đưa kim qua cả 4 vòng tròn trên kim. Tiếp theo, lấy len tiếp này, bên cạnh này. Các bạn cũng làm 3 lần như vậy. Một lần. Hai lần. Và 3 lần này. Và đưa qua cả 4 vòng tròn. Tiếp tục. Cái dây trong vòng tròn ma thuật mọi người có thể cắt ngắn đi một xíu cũng được nhé. Lấy len tiếp này. Kéo lên. Một lần này. Hai lần. Và lần cuối cùng. Và đưa qua cả 4 vòng tròn trên kim. Ok. Tiếp theo mũi cuối cùng mọi người sẽ trượt vào cái chân mũi số 1 mà mọi người đã móc về. Đây là cái chân mũi đầu tiên mà mọi người lúc nãy đã móc á. Đấy, đây là cái dây bính bên cạnh mọi người thấy không? Thì mình sẽ trượt vào cái mũi này. Lấy len. Kéo qua, móc lên một mũi mắt xích và cắt len đi. Thì đây là mọi người đã được một cái quả dâu như này. Cái phần này, này nó xấu ấy, tại vì nó có cái dây bính thì tí mọi người sẽ dính quay xuống dưới. Tiếp theo là phần lá. Phần lá thì các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn ma thuật này. Móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình 5 mũi bính. Móc lên 5 mũi bính chứ. Trượt vào trong vòng tròn này. Rồi. Tiếp tục lại móc tiếp lên 5 mũi. Và lại trượt vào. Rồi. Lại trượt tiếp. Mọi người làm như này khoảng 5 lần cho mình nhé. Cái dây trong vòng tròn này cả nhà có thể rút nó được lại này. Đó. Rút nó được.
được 3 vòng rồi. Bốn lần, thêm một lần nữa. Rồi. Ok. Sau đó các bạn móc lên một mũi mắt xích này và cắt len đi. Kéo qua này. Cái dây trong vòng tròn ma thuật mọi người có thể rút ngắn nó vào cho mình. Đó. Thì mọi người đã tạo được một cái phần núm quả dâu. Cái quả này này, mọi người có thể giấu cái sợi này đi này. Và mọi người nhồi bông vào. Đây là cái dây trong vòng tròn ma thuật này. Sau đó mọi người sẽ thâu nó vào đây. Quá xinh luôn ấy. Mọi người khâu cũng được mà mọi người dính cũng được nhá. Mình có thể cắt ngắn cái dây này đi này. Nhưng mà đừng có cắt sát quá. Rồi cả nhà sẽ dùng cái súng bắn keo á và dính nó vào. Đó. Mọi người dùng cái mũi kéo để nhồi bông vào cái lỗ này. Và sau khi mình dính xong quả dâu rồi thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái này, trang trí cái này nha. Mình hướng dẫn mọi người nhồi một chút nhá, nếu như mà với ai chưa biết. Các bạn dùng cái mũi kéo này này. Nhồi vào cái đầu của cái quả dâu rồi này. Hoặc là ai mà có cái gọi là cái nhíp đầu nhọn ấy thì càng tốt. Đó. Rồi, bây giờ các bạn dính cái phần đầu quả dâu vào như này. Và bây giờ mọi người sẽ dính vào đây để trang trí này. Ở đây với cái kẹp mà 5-6cm như thế này thì bây giờ mọi người sẽ cắt một cái miếng vải dạ nó vừa như thế này nhá. Như này. Sau đó mọi người gấp đôi cái miếng vải dạ này vào. Và cắt một cái lỗ nho nhỏ. Như này. Và các bạn sẽ luồn nó vào đây. Đó. Tí nữa khi mà mọi người dính, mọi người sẽ dính lên đây.
như này. Thì bây giờ nếu như dính thì các bạn có thể dính luôn cũng được rồi nha. Mọi người có thể tỉa bớt cho những cái này nếu như mọi người muốn là nó nhỏ hơn ý. Bây giờ mọi người trước hết là mọi người sẽ đính để cho cái phần này nó sẽ được đảm bảo là chắc trước nhé. Đính cái phần vải dạ với lại phần phôi kẹp trước. Sau đó là các bạn sẽ đính với phần còn lại. Tí nữa nó sẽ được như này mọi người. Phần dưới mà nó có xấu xí mọi người cũng không cần phải quan tâm lắm đâu, tại vì mọi người cũng chỉ nhìn ở phần trên thôi mà, đúng không? Và khi sử dụng mọi người cũng không lật xuống phía dưới làm gì cả. Chính vì vậy mà mọi người cứ làm dính cho nó chắc chắn là được cho mình nhé. Đó, sau đó mọi người sẽ cho keo vào các cái viền xung quanh để cho nó có thể chắc chắn nhất có thể. Thật ra ở ngoài chợ những cái kẹp mà người ta làm ấy cũng chả chắc chắn đến mức này. Cái này nó là vải và nhựa, cho nên là mọi người hình dung là chắc chắn nó sẽ còn ổn hơn là so với mấy cái kẹp nhựa mọi người mua ngoài chợ ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người trang trí nhé. Với cái ngày hôm nay mình nghĩ là mình sẽ trang trí một quả dâu này thôi. Mình đính một quả dâu vào đây. Thì cái vị trí nào mọi người thấy nó xấu khi mà mình móc ấy, ví dụ như cái chỗ này mình thấy hơi xấu này, thì mình sẽ che nó vào đây là xinh rồi. Đó. Quả dâu mà mọi người thấy cái đoạn nào mà nó xấu ấy thì mọi người sẽ úp nó xuống dưới. Chẳng hạn như cái phần ở phía dưới của mình nó lộ keo, nó hơi xấu thì mình sẽ úp nó xuống dưới như thế này. Đó, là được một cái kẹp rất là xinh rồi. Tuy nhiên là mình sẽ trang trí thêm một ít đá vào nha. Ở đây mình có rất là nhiều cái kim tuyến, một xoàng gì gì đấy. Thì mình sẽ trang trí mấy cái viên bi vào như thế này. Trang trí thêm 3 viên bi như thế này cho. Với cái này thì mọi người sẽ phải dùng một cách khéo léo hơn. Có thể là dùng một cái nhíp để mọi người chỉ cần di một chút xíu cái đầu của cái viên bi này vào thôi. Cả nhà sẽ dùng một cái nhíp nhỏ hơn nhé. Ok, cả nhà ơi, đây là cái họa tiết kẹp ngày hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người. Cực kỳ đơn giản mà lại làm chỉ trong vòng khoảng 5-10 phút thôi. Nếu các bạn nào mà mới học ấy thì cũng rất là dễ có thể làm được. Nguyên liệu thì rất là đơn giản. Đó, mỗi cái kẹp này thông thường mình thấy các bạn ấy hay bán từ 10 cho tới 15 nghìn tùy vào chất liệu mọi người sử dụng nha. Ok, và bây giờ thì xin gặp lại mọi người vào các video tiếp theo. Các video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người theo kiểu là nối tiếp với cái phôi kẹp tóc này. Tuy nhiên là sẽ có rất là nhiều kiểu trang trí khác nhau nha. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái series lần này. Chào tạm biệt mọi người và hãy like, ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Tạm biệt, bye bye.